sắp tới là mấy em Trần Phú miền Bắc sẽ tiến hành thi công ở Trần Phú Xoan với công tăng là chào anh nhé. Yeah. Chân gỗ miền Bắc nâng tầm đẳng cấp ngôi nhà Việt. Hotline 0395031999. Trần Vũ miền Bắc cùng với ông anh trai Thành Long và hai anh em đi nhận công trình tại Vĩnh Phúc. Và đây là Quan Milo. Chào mọi người nhá. Hiện tại là cả mấy anh em lên Tam Đảo chơi luôn. Này. Anh à, vâng, em đang ngoài cửa cho anh gửi vị trí rồi. Má mình đông thật. Dạ. Đông lắm, sáng nay anh đông gần chết đi hỏi đi. Cái cửa này có mở không Long ơi? Gần chết. Mở cái cửa đấy. Đâu, mở bên ngoài sẽ có người mở. Anh không mở. Cảm ơn cậu. Hello tất cả các bác anh chị em. Và như vậy là bọn em tới công trình của anh Giai tại đây rồi. Đây anh chủ anh Giai này. Đúng rồi. Lấy gì mà lại? Đây là anh chủ công trình trần gỗ. Chào cô. Đây là anh chủ đây. Em... Rồi, chào anh nhé. Em mình xây lâu chưa anh? Em xây từ tháng 2. À. Cho lại đổ mái. À. Bộ nó đều màu. Đẹp hơn lên chân. Gõ thì nó cũng đẹp. Gõ thì nhìn nó hơi tối. À tối hơn được. Còn wow. Đất đầy như trước. Chào bác. Bác. Bây giờ là bọn em sẽ vào đo công trình này nữa. Thì lúc nào cũng để ông anh ra, tại vì đi cùng ông anh ra thì phải để ông ấy làm việc. Nó rất là rộng. Nếu làm trần thì trần trên thì anh phải chắc. Làm trần thì trần trên. Bọn em đi đâu cũng mấy ba anh em. Ghê. Vâng chào quý khán giả đi. Vâng chào. Thư ký. Thư ký. Đấy, các bạn anh chị em rất là rộng. Này anh quay lại đi. Được, anh quay lại đây. Ok, vừa để cho ông anh trai Thành Long lên đo đạc các kiểu xong thì anh giới thiệu qua về mô phỏng trần đây đây thứ này
giới thiệu tất cả anh chị em sắp tới là mấy anh em Trần Phú miền Bắc sẽ tiến hành thi công ở Trần Phú Xoan với công tăng là... Xoan cái gì? Xoan mà, anh chọn Xoan. Ok à? Ok, nó xuống uống nước đi. Tắt hay nào? Tắt nào? Anh Lượng Xuân Hòa ở đây trước kia em có cha làm đầu sứ Xuân Hòa. Xuân Hòa đấy là Xuân Hòa đây ra đấy khoảng 4-5 cây mà. Thì cũng gần. Đầu sứ Xuân Hòa đấy Bắc Long đi qua đúng không? À lấy mấy anh em đi mà. Vâng, đi qua sắp hơn. Đây cái mặt đường sau có ngày cấp mà nhớ. Đây anh ra chốt Trần Cổ Xoan. Ngày cấp là 25/6/2021. Đây là mẫu mẫu gỗ. Gỗ xoan thì sẽ cho nó dày rồi. Để em tôi mua cái chắn. Nói chung là nhiều người có tiền nhưng mà họ vẫn thích kiểu gỗ xoan này. Vì xoan nó từ trước đến giờ là dùng bền. Xoan người ta dùng thông dụng mà nó gần. Thì anh đang đang anh bỏ cái đề xoan. Đây bỏ đề xoan lên chỗ này. Xoan là có vân xoan. Đây là gõ. Đây xoan đa cấp. Không nhiều người. Nhiều người họ vẫn thích xoan. Xoan nó bền. Miễn là xoan không có rác thì nó bền bỉ cực kỳ. Gà hơi quá tay. Lấy máy chưa quen. Thực ra là bà dì bà ấy bảo là ở trên gần Tâm Đảo bà dì ở trên đấy bà ấy bảo muốn làm xoan ngâm được thì bà ấy giới thiệu cho một bè người ta ngâm nhưng mà mình lên không có thời gian. Và bây giờ mua về xong lại đi mất thời gian lắm. Anh trẻ đấy thằng quá tuổi thì loanh quanh là đắt hơn khi mà anh mua thành phẩm bên em luôn. Chắc chắn nó đắt hơn. Và lại gần không biết trẻ nào lại gần thuê thợ đến làm mất thời gian. Mà chính xác làm thẳng. Mình mua được thế thì nó đảm bảo hơn mà bởi vì ngâm được. Thế định thứ hai lắp Phú Thọ vào lọc. Thế là ốm. Quang nó có mối trên Phú Thọ lên nó còn có động lực. Nào thế. Chào Phú Thọ. Đây là chính xác là ở đâu anh nhỉ? Cao Minh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Cao Minh, thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Em đang ở Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Anh đặt cọc cho em ấy. Anh lấy tiền mặt hay chuyển khoản tiêm hay chuyển khoản xuống cây như thế này. Tiền mặt được, lấy tiền mặt được. Rồi mà ký hợp đồng và sau đó nhận cọc và sau đó về chuẩn bị gỗ và lắp đặt cho anh Giai. Là Thành Long. Ngày xưa tưởng chừng những nét bút này là chỉ có đi làm may. Anh ngờ giờ đi vẩy mực rất ghê. Đây là chốt cho anh Giai tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Siêu phẩm Trần Gỗ Xoan. Cao Minh à? Đây là Cao Minh à? Cao Minh, Phú Yên. Cao Minh, Phú Yên, Vĩnh Phúc. Anh em là Thành Long của Quang Hilo lúc nào xuất hiện trên clip luôn. Với đăng ký kênh của chú nhé. Kênh của chú bây giờ là cả bố mẹ chú được 5 người đăng ký kênh rồi. Bây giờ cháu mà đăng ký nữa là thành 6 đấy. Chú vào YouTube của cháu đăng ký kênh. Biết Khánh Zuma không? Thôi khỏi hỏi nữa. Chứ cũng chú cũng chơi Free Fire mà. Biết Free Fire không? Đúng
fan chú rồi. Thế là đúng fan chú rồi, nhưng mà chỉ tụi không đăng ký kênh thôi. Ở chốt này ra siêu phẩm Trần Vũ Xoan, Sương Lim tại thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc các bác anh chị nhé. Thì là ông anh trai em Thành Long vừa ký hợp đồng và cho anh trai anh đọc. Sau đó là đặt cọc hẹn ngày lắp. Quay em ra. Thì Quang đã xuất hiện. Nói chung em đi tới đâu em cũng quay hết cho tất cả các bác anh chị em xem cái quá trình bọn em ký hợp đồng và cũng như là cái quá trình làm như thế nào. Đường này thì chân chụp anh em. Chào anh nhé. Này Quang, có cầm iPhone 6 anh chưa? Thưa bọn em xin phép bọn em ra kia chụp mấy cái tấm hình kỷ niệm. Chụp em. Hả? Ừ. Bọn em ra đây chụp mấy tấm hình kỷ niệm cái. Ok, bọn em bắt đầu hôm nay là có đúng vào ngày 30/4, cho nên bọn em ký hợp đồng ở trên này xong rồi em lên Tam Đảo chơi một xíu. Năm mai kia sẽ về. Ok, tất cả các bạn chị em mà như vậy là anh em Trần Vũ miền Bắc bọn em đã chốt cho anh trai này siêu phẩm Trần Vũ Xoan nhé. Thì bây giờ bọn em xin phép bọn đi Tam Đảo chơi và sau đó là đi về Bắc Giang. Các bạn nhìn lại một lần nữa này. Bọn em sẽ về lên Tam Đảo chơi và sau đó là một vài ngày nữa sẽ về Bắc Giang. Bởi vì ngày hôm nay là ngày 30/4/5. Ok, có lẽ là xin phép khép lại clip tại đây nhá. Một lần nữa thì cảm ơn tất cả các bác anh chị rất là nhiều. Và em là Khánh bên Trần Quốc miền Bắc. Và đang cầm máy của em là Quang Milo. Chào tất cả mọi người. Ở đây Thành Long. Chào bà con. Tạm biệt mọi người ạ. Trần Gốm miền Bắc, nâng tầm đẳng cấp ngôi nhà Việt. Hotline 0395031999.